Rồi bắt gặp tên trộm rồi. Là ông Dịch ăn ăn dụng cái Trang nữa không? Cảm với Trang. Ừ, lỗ của ông Dịch hồi chắc còn nhỏ hơn quá rồi nè. Ăn lỗ 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 của Trang nè, quá tài luôn nè. Nè, ăn còn dính con miệng nữa kìa. Chối không? Mở miệng ra coi. Mở miệng ra coi, miệng còn nhai nè, thấy không? Nó nuốt mất tiêu rồi. Trời ơi, dân tình như lỗ Dịch ăn hết Trang Dịch rồi kìa. Thì nó lỗ ăn hết Trang này. Còn con trứng màu à. Rồi ăn luôn. Xức luôn ăn luôn mày.